quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, ý nghĩa sâu xa của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tôi được yêu cầu đưa ra một cách giải thích siêu hình về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, một trong những chuyện cổ tích của Grimm. Thật đáng kinh ngạc khi bức tranh này, một câu chuyện cổ tích, đã lan truyền khắp New York và cả đất nước sành điệu nhờ tài năng của Walt Disney. Câu chuyện cổ tích này lẽ ra dành cho trẻ em, nhưng cả nam lẫn nữ đều chật kín rạp. Đó là bởi vì những câu chuyện cổ tích bắt nguồn từ những truyền thuyết rất xa xưa của Ba Tư, Ấn Độ và Ai Cập, được xây dựng trên chân lý. Bạch Tuyết, công chúa nhỏ, có một người mẹ kế độc ác, luôn ghen tị với cô. Ý tưởng người mẹ kế độc ác này cũng xuất hiện trong Cô Bé Lọ Lem. Hầu như ai cũng có một người mẹ kế độc ác. Người mẹ kế độc ác chính là hình thức suy nghĩ tiêu cực của bạn đã xây dựng trong tiềm thức. Người mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết ghen tị với cô và luôn bắt cô ăn mặc rách rưới và ở phía sau cung điện. Tất cả các hình thức tư duy tuyệt vời đều thể hiện điều này. Người mẹ kế độc ác mỗi ngày đều xem xét chiếc gương thần của mình và nói: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta. Một ngày nọ, chiếc gương trả lời: xưa kia bà đẹp tuyệt trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Điều này khiến nữ hoàng tức giận nên quyết định đưa Bạch Tuyết vào rừng để bị một trong những người hầu của mình giết chết. Tuy nhiên, trái tim của người hầu tan chảy khi Bạch Tuyết cầu xin sự sống của cô, khiến anh đã bỏ cô vào rừng. Khu rừng chứa đầy những động vật đáng sợ và nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Cô kinh hãi ngã xuống đất. Và khi ở đó, một cảnh tượng khác thường nhất hiện ra. Rất nhiều loài động vật và chim nhỏ thú vị bò lên và vây quanh cô: thỏ, sóc, hươu, hải ly, gấu mèo, vân vân. Cô mở mắt và vui vẻ chào đón chúng. Chúng rất thân thiện và hấp dẫn. Cô kể câu chuyện của mình và chúng dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ mà cô coi là nhà của mình. Bây giờ, những chim và động vật thân thiện này tượng trưng cho sự dẫn dắt hoặc linh cảm trực tiếp của chúng ta, luôn sẵn sàng để đưa bạn ra khỏi khu rừng. Ngôi nhà nhỏ hóa ra là nhà của bảy chú lùn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn nên Bạch Tuyết và những người bạn động vật của cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sóc phủi bụi bằng đuôi, chim treo đổ lên, dùng sừng hiêu làm giá treo mũ. Khi bảy chú lùn trở về nhà sau công việc đào vàng, họ phát hiện ra sự thay đổi và cuối cùng họ thấy Bạch Tuyết đang ngủ trên một chiếc giường. Buổi sáng, cô kể lại câu chuyện của mình ở lại trong nhà và nấu ăn cho họ, và họ rất vui. Bảy chú lùn tượng trưng cho lực lượng bảo vệ tất cả chúng ta. Trong lúc đó, người mẹ kế độc ác soi gương và nói với cô: trên những ngọn đồi trong bóng cây xanh nơi bảy chú lùn sinh sống, Bạch Tuyết đang sống ở đó và cô ấy đáng yêu hơn rất nhiều. Ôi nữ hoàng, cô ấy đẹp muôn phần hơn ngươi. Điều này khiến nữ hoàng tức giận, vì vậy mụ ta bắt đầu cải trang thành một bà già và với một quả táo độc cho Bạch Tuyết. Mụ tìm thấy cô trong ngôi nhà của bảy chú lùn và dụ dỗ cô bằng quả táo to màu đỏ thơm ngon. Các loài chim và động vật cố gắng bảo cô đừng chạm vào nó. Chúng cố gắng cho cô ấy linh cảm không ăn nó. Chúng hoảng hốt chạy xung quanh, nhưng Bạch Tuyết không thể cưỡng lại được quả táo. Cô cắn một miếng và ngã xuống, dường như đã chết. Bây giờ tất cả các loài chim và động vật nhỏ đều lao đi để đưa bảy chú lùn đến giải cứu, nhưng đã quá muộn. Bạch Tuyết nằm bất động, tất cả đều cúi đầu nhỏ bé trong đau buồn. Rồi đột nhiên hoàng tử xuất hiện, hôn Bạch Tuyết và cô sống lại. Họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi. Hoàng hậu, người mẹ kế độc ác, bị cơn bão khủng khiếp cuốn đi. Hình tượng cũ tan biến và tan biến mãi mãi. Hoàng tử là tổng hợp kế hoạch thiên chúa của cuộc đời bạn. Khi điều đánh thức bạn, cho bạn sống hạnh phúc, mọi thứ sau đó. Đây là câu chuyện cổ tích đã làm say mê New York và cả nước Mỹ. Tìm hiểu hình thức chuyên chế mà người mẹ kế độc ác đang áp dụng trong tiềm thức của bạn, đó là một niềm tin tiêu cực nào đó sẽ ảnh hưởng đến mọi công việc của bạn. Chúng ta nghe người ta nói, những điều tốt đẹp luôn đến với tôi quá muộn, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúng ta phải đảo ngược suy nghĩ đó và nói đi nói lại: tôi luôn tỉnh thức về điều tốt của mình, tôi không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào.
chúng ta phải tìm được những cảm giác tiêu cực từ người mẹ kế độc ác và cảm giác vĩnh cửu cho điều này và cái giá cho sự tự do từ những hình thức tư tưởng tiêu cực. Không gì có thể cản trở, không gì có thể trì hoãn việc biểu hiện kế hoạch thiêng liêng của cuộc đời tôi. Ánh sáng chiếu trên con đường của tôi tiết lộ con đường thánh linh rộng mở, con đường thành công. Tôi hy vọng bạn thích đọc Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công của Florence Corvenzin. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, ý nghĩa sâu xa của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Và nội dung của chương 14 cũng khép lại nội dung của toàn bộ cuốn sách Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công của tác giả Florence Corvenzin. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và giàu có viên mãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Biết ơn và trân trọng.